Hiếu Fan Vlog chào mừng quý vị khán giả thân thương trong nước và ngoài nước đến với bản tin trên kênh của Hiếu ạ. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong video hôm nay. Thì trước khi vào bản tin cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị cũng như gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như là đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành và chọn kênh YouTube của Hiếu Fan để đón nghe tin tức. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ cái thông tin có liên quan đến thiền am bên bờ vũ trụ cho quý vị được biết. Như quý vị cũng đã biết là ngày hôm qua bên thiền am cũng như là luật sư Lê Ngọc Linh cũng đã chia sẻ một cái thông báo cho chúng ta biết là ngày 15 tháng 4 tới đây bên tòa án sẽ có một cái phiên xử tiếp theo trong cái vụ án 50 người, thưa quý vị. Thì lần phiên xử trước đó là phiên xử sơ thẩm xử bị can Châu Vĩnh Hóa, thì lần này không biết là ai sẽ là người đứng trước vành móng ngựa thì sẽ còn rất là nhiều điều thú vị, và chúng ta hãy chờ đợi cái kết quả của cái phiên tòa tiếp theo này như thế nào nha quý vị. Thì rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến Thiền Am cũng lo lắng là cái sự việc này không biết là nó có diễn ra tốt đẹp hay không. Thì theo những gì mà luật sư Lê Ngọc Lương chia sẻ thì không thể nào mà bỏ lọt tội phạm, thưa quý vị. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, cái vụ nào ra vụ đó, đúng không ạ? Còn cái vụ 50 người này là 2 năm nay rồi, bên cơ quan chức năng chưa có làm rõ sự việc, cho nên là dư luận chưa có khâm phục khẩu phục về cái nền pháp luật của Việt Nam mình. Cho nên là quý vị khán giả hàng ngày ngóng trông và chờ đợi cái thông tin, cái kết quả của cái vụ án 50 người này được sáng tỏ, cũng như là trả lại cái công bằng cho người thấp cổ bé họng như là Thiền Am, đúng không quý vị? Thì hôm nay Hiếu làm cái video này thì cũng xin chia sẻ một số cái bình luận mà quý vị khán giả vừa vui mừng mà cũng rất là lo lắng, thưa quý vị. Thì Hiếu sẽ chọn ra một trong số những cái bình luận để Hiếu đọc cho quý vị nghe như sau. Có một vị khán giả nói như thế này: thật vui mừng vì vụ án đã được đưa ra xét xử. Gần 2 năm nay rồi, mọi người đều ủng hộ Thiền Am bên bờ vũ trụ và tin tưởng ở luật sư Hoa Hồng sẽ đem lại công bằng cho Thiền Am. Một vị luật sư có tâm và có tầm. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Mong luật sư Lê Ngọc Lưng sẽ tìm lại công bằng cho Nhị Nguyên và trả lại bình yên cho Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vui quá luật sư Hoa Hồng ơi, rất cảm ơn luật sư đã đồng hành cùng Thiền Am và theo sát vụ án dù gặp rất nhiều trở ngại, rất là cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vị khán giả nói như thế này: vẫn luôn tin tưởng ở tài năng của luật sư Lê Ngọc Lưng, kiến nghị với cơ quan nhà nước để không bỏ lọt tội phạm, đem lại công bằng cho Thiền Am bên bờ vũ trụ đó. Thì đây cũng là một trong những vị khán giả đã theo đuổi cái vụ án 50 người này rất là lâu rồi, thưa quý vị, chứ không phải là mới bây giờ. Cho nên là họ cũng rất là bức xúc mà tại sao đến thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng không có đem vụ việc này ra trước ánh sáng đó, để mà có một cái công tâm trả lại công bằng cho Thiền Am. Thì như Hiếu đã nói là vụ nào ra vụ đó, đúng không ạ? Và Hiếu cũng mong rằng là những ai mà trước đây đã từng yêu thương Thiền Am bên bờ vũ trụ thì cũng hãy có cái tiếng nói của mình trong cái vụ án này để mà có cái cách nhìn công tâm nhất. Chứ chúng ta đừng có, khi mà chúng ta không còn yêu thích họ nữa thì chúng ta cũng không có đề cập đến cái vụ án này, cổ xí cho cái vụ án này, cái việc làm này thì nó không có hay, đúng không quý vị? Nó không có được công bằng công tâm cho lắm. Thì cũng mong các bạn là dù thương hay ghét thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái vụ án này nó là một cái việc làm hoàn toàn sai trái pháp luật, không thể nào mà chấp nhận được, đúng không ạ? Thì trong phiên tòa sắp tới đây sẽ diễn ra ngày 15 tháng 4 thì bên phía Thiền Am cũng như là bên luật sư thì cũng kêu gọi là những ai quan tâm đến vụ án này sẽ đến tòa để mà xem phiên tòa xét xử như thế nào, vụ án sẽ công khai
và thời gian địa điểm thì sẽ cho chúng ta biết trong thời gian sắp tới cho nó rõ ràng nhất, chính xác nhất. Thì nghe được cái thông tin này thì ai ai cũng đều vui mừng, tại vì ai cũng trông chờ là cái sự việc này nó được sáng tỏ càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Để trả lại cái sự bình yên trên cộng đồng mạng. Thưa quý vị, hiện tại thì quý vị cũng đã biết là còn rất nhiều điều mà chúng ta cũng cần phải chia sẻ, chẳng hạn như là cái vụ án của Lương Y Võ Hoàng Yên với vợ chồng ông Dũng Lò Vôi đó, và thêm nhiều cái vụ án nữa. Thưa quý vị, thì cũng rất cần là YouTuber cũng như là cộng đồng mạng có cái tiếng nói của mình để đi đòi lại cái công bằng lẽ phải cho những người mà bị oan ức đó quý vị, và lên án những cái sai, những cái việc làm mà lừa đảo mọi người cũng như là lừa gạt một ai đó. Thì chúng ta cũng cần phải có cái tiếng nói của mình, không riêng gì ở Thiền Am thưa quý vị. Thì Hiếu cũng rất mong là quý vị khán giả hãy cùng với Hiếu chúng ta cùng đi tìm cái công bằng lẽ phải cho những người thấp cổ bé họng. Thì trước sau gì thì cái luật nhân quả mà quý vị, nó cũng sẽ đến thôi, mà người làm thì trời nhìn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta không có gì sai đó, và cái việc của chúng ta làm mà dư luận chỉ trích thì quý vị biết là cái việc đó nó sai rất là nhiều, rất là nặng đó. Cho nên cũng rất mong là luật sư và tòa án hãy mạnh mẽ và có cái tiếng nói công tâm của mình để cho cái vụ việc này nó càng nhanh kết thúc, trả lại cái sự bình yên cho Thiền Am thì càng tốt, đúng không ạ? Ai ai cũng sống trên đời này cũng muốn có được cái hạnh phúc, một cái ấm im, một cái an lành, đúng không quý vị? Đó, không riêng gì ở Thiền Am mà bất cứ nhà nào cũng vậy, người nào cũng muốn là cái sự việc nó được ổn thỏa, thưa quý vị. Thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả có những cái bình luận rất là tiêu cực, nhưng mà Hiếu không có chia sẻ cho quý vị những cái vụ này, những cái bình luận này đó. Thì cũng có một số vị khán giả thì cũng nói là vụ án rõ như ban ngày, mong tòa án nhân dân huyện Đức Hòa hãy công minh và lấy lại niềm tin cho nhân dân đó, thấy chưa? Thì như luật sư cũng đã nói là công an huyện Đức Hòa thì cũng đã tiếp nhận cái vụ này rồi, và sắp tới thì sẽ có phiên tòa thôi, chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả nó như thế nào nha quý vị. Dục tốc thì bất đạt, đừng nôn nóng quá, mọi chuyện có pháp luật lo và có luật sư lo. Chúng ta chỉ là những người thấy cái việc làm đó sai thì chúng ta có cái tiếng nói của mình. Thì cũng rất mong là quý vị khán giả hãy đồng lòng mà đem cái vụ này ra trước ánh sáng, đúng à, vụ nào ra vụ đó. Thì một lần nữa cho Hiếu xin kính chúc quý vị xem video thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Video đến đây cũng hơi dài, cho Hiếu được kết thúc ở đây. Đây cũng là một cái tin vui đối với tất cả chúng ta đã theo đuổi cái vụ án này. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành và chọn YouTube Hiếu Fan Vlog để xem tin tức, và Hiếu cũng cập nhật thêm nhiều cái thông tin khác ngoài vụ việc có Thiền Am, như là thông tin về Lương Y Võ Hoàng Yên nha quý vị. Thì cũng rất mong là quý vị vào xem và ủng hộ cho Hiếu à. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ cho Hiếu xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Hy vọng là cái phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra tốt đẹp và thành công nha quý vị. Đó, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong video tiếp theo ạ. À.